Đó để ngày một hoàn thiện hơn. Em xin thay mặt cà phê ngõ cảm ơn các anh chị trên sàn viên sàn nhạc ạ. Để tiếp theo chương trình mời anh Quang Chiến với ca khúc Cô Hàng Xóm. Vâng, lời đầu tiên Quang Chiến xin được gửi tới anh chị các bạn trong buổi tối đêm nhạc ngõ nhỏ hôm nay một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc, và xin cảm ơn.